mèo và đuốc cả, mèo ăn đuốc cả. Nghĩa là gì? Khi một cái thị mốt cái câu chuyện này của Trạng Quỳnh, đại loại là gì? Trạng Quỳnh thấy một con mèo ấy, mà khi để mâm cơm lên là có rau và thịt, thì cái mèo là cứ nhìn thấy thịt là nó ăn thôi, mèo nhìn thấy thịt là nó vồ vào nó ăn, đúng không ạ? Thế thì ông cái thằng ông Trạng Quỳnh đấy, ông ấy mới để cái đũa cả vào trong cái miếng thịt. Thế là con mèo á nó mới ăn ngấu nghiến quá, thế là vả bị cái đũa cả nó ngang vào mồm, thế là đau quá. Thế lần sau ông vẫn cứ để lại cái miếng thịt và cái đĩa rau ra. Thế này cái người là như ông không để cái đũa cả vào miếng thịt nữa, thì con mèo lúc đấy lại chỉ ra ăn rau thôi, con mèo chỉ ăn rau. Nó dẫn đến là gì? Bị sợ tận trong tiềm thức rồi, đúng không ạ? Sợ tận trong tiềm thức, nên không dám ăn thịt nữa, mặc dù cũng biết là cái thịt kia nó như thế nào. Thế đấy là một cái câu chuyện là chúng ta nói đến là gì? Khi thị trường mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta không đưa ra hành động tốt, phân tích kỹ, là tự nhiên chúng ta bỏ đi một cái cơ hội rất là phí, đúng không? Chúng ta bỏ đi một cái cơ hội đổi đời, chúng ta bỏ đi một cái miếng ngon, chúng ta bỏ đi cả một cái gì, một cái thương vụ ok, được chưa? Nên là cái câu chuyện mèo ăn đũa cả này nó hay lắm. Nó là gì? Nhiều người nó bảo là câu chuyện là ngã ở đâu đứng lên ở đấy, vấp ngã thì đứng dậy, nhưng có những người không ngã, ngã không đứng dậy được. Có những người mà làm cả đời được 3 tỷ, hai vợ chồng tích cóp được 3 tỷ mua mảnh đất, lại bị bố mê ông lùa vào những cái chỗ mà mua giá thì cao mà mãi không về bờ được. Đây ngay cái câu chuyện là một cái cậu gọi điện cho mình, là cậu ở dưới xã mình ở Hưng Yên kìa. Đấy, cậu ấy vào mua cái chỗ đất trong Thanh Hóa, nghe thôi, mua 106 mét, giá 8,6 triệu, gần 1 tỷ. Cái loại đất đấy nhá, thì còn lâu mới về bờ, lâu lắm. Chỉ có hai cách, theo quan điểm của mình hai cách: một là đi lừa thằng khác, hai là đợi 10 năm nữa, 5-10 năm nữa.